Cái kia nó bay sắp tới rồi kìa. Hay hơn. Cái gì vậy? Cái này. À, con này thì mình lại làm mặc caro nó bây giờ. Đâu nó sợ nó bay. Chạy mất bay đi mất rồi. Mà con nó con gì vậy? Con này không biết. Cái con cỏ gì đâu. Đúng rồi, con cỏ. Hay ha. Nó bay rất là thở mạnh quá nó bay đi mất rồi. Trời gió, trời gió. Nóng quá, mặc áo này mà. Nóng hạt lên. Lại thao tác à? Ừ, lại thao tác kỹ thuật đi. Nóng quá. Nóng quá, bắt đầu đi ha. Đằng kia còn gì không Tân? Tân nhìn qua đằng cuối kia còn gì đó. Đây. Nhân đây, nhân, nhân đứng đây. Ok là. Ok là. Tân nó phải cứ tự nhiên như thế đi. Cong băng cong thả nắng thẳng em ơi. Đấy, đo sáng đúng cằm nhé. Sáng chưng cái cằm lên. Mặt tới hồi có mỗi cằm sáng. Ừ. Được. Vướng cái cằm này lắm. Ngon. Ôi nóng quá. Gió. Các bạn ơi, bọn mình đi tiếp nhỉ, làm thơ, làm văn, hát hò xong rồi ăn xong rồi đúng không? Anh ơi cho đi vào bể kia một chút xíu nữa xong rồi đi ra. Không cần đi nữa đâu.